Mấy bạn đây, cái máy Philips của mình nè mấy bạn, 9240 nha mấy bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho đầy vô luôn nè. Đó, nó đầy tới đây nè. Mình sẽ cho đúng theo cái maximum nè. Bây giờ mình khuyên cho vào đây. À, cái này là mình mua sẵn ngoài siêu thị. Hôm nay mình làm siêng lắm nên mình mua luôn. Các bạn để 180 độ C. Bạn bấm vào đây khoảng 12 phút thôi. Rồi sau đó mình sẽ trở lại nha mấy bạn. Rồi bây giờ 12 phút rồi, kéo ra. Mình sẽ xóc nó lên cho nó đều nè. Rồi mấy bạn tiếp tục bấm thêm 12 phút nữa. Nó có set sẵn là luôn đó mấy bạn. Bấm tiếp một lần nữa là ra luôn 12 phút rồi mấy bạn. Rồi 12 phút lần sau. Rồi đây mình cũng vừa mới làm xong một hũ sốt mayonnaise. Mình làm từ sữa luôn mấy bạn. Cái tội mà hồi tối này thức upload video trên YouTube nè. Sáng sáng thức dậy phải ăn cái này, khoai tây chiên với lại sốt mayonnaise với lại với lại xúc xích. Đây là những giây cuối cùng nè mấy bạn, nhìn nè. Cái lò của mình á, mình nướng nó không có lên khói mấy bạn. Mấy bạn lưu ý là nếu mà mấy bạn mua cái nồi mới về là nó sẽ ra khói nha. Có nhiều bạn nhắn tin muốn mình khuyên chia sẻ cái nồi này mà lâu lắm rồi chưa có thời gian. Đây mấy bạn, hết giờ rồi đó, nó kêu á, mấy bạn lấy ra nha. Rồi, sau 20 phút nữa mấy bạn nhìn. Rồi bây giờ mình đổ ra nha. Lấy ra mình đổ ở đây nè. Cái này là tội tối qua thức khuya đó, tức để mà trả lời tin nhắn chả lụa bò viên. Rồi mình đổ ra đây xong rồi mình sẽ tiếp tục cho mình cho 4 cây xúc xích vào. Mình sẽ cho nó 7 phút nha mấy bạn. Rồi mấy bạn nhìn nè, ngon không? Nó ngon, không có thua gì ở miền McDonald's nha mấy bạn. Ngon lắm á. Tại vì cái này mình mua sẵn về. Cái này mình mua sẵn đó mấy bạn. Nó bán có 1 đồng euro hoặc là 2 đồng gì đó mấy bạn. Mình mua về mình làm. Cái này những lúc mà mình ngủ quên không có thời gian làm á, mình làm cái này cho nó nhanh. Giòn quá. Sốt mình làm từ sữa rồi mấy bạn. Mayonnaise làm từ sữa, bạn nào quan tâm xem video nha, mình đã có làm video rồi đó mấy bạn. Giòn quá à. Ngon quá à. Giờ mình để xúc xích nữa mấy bạn, vừa chanh. Rồi xong rồi, kéo ra. Rồi mấy bạn thấy không, nó chín đều chưa? Phía dưới cũng như phía trên luôn mấy bạn, nhìn thấy không? Mấy bạn thấy không, nó đều ghê không? Đó. Đó, bởi vậy cái nồi này đó mấy bạn, nó tiện lắm mà mấy bạn thấy không, khi mình làm vậy cái màu nó ngon ghê chưa. Đó, xong rồi mấy bạn, bạn nào muốn mình khuyên chia sẻ cái nồi này, hôm nay mình khuyên chia sẻ đó mấy bạn. Bạn nhìn nào, ngon chưa? Thuringer Wurst, xúc xích Thuringer của Đức mấy bạn, ngon chưa? Rồi mình chào mấy bạn nha. Hôm nay sẽ ăn ăn nhanh. Rồi, xin chào.